Vâng, kính thưa quý vị, đoàn chúng tôi đi xuống Cà Mau. Chúng ta chờ một nhân vật bước xuống. Chúng ta tới chợ Cà Mau rồi bà con ơi. Trời ơi, hai ba chỉ đang chỉ máy về tôi. Đâu chỗ nào hỏi? Chị biết cái chỗ nào người ta bán bánh kẹo nước bò? Biết. Ở chỗ nào chị? Nước uống hả? À, không, nước có nước dung dưới suối mình mua két két á. Bà này chỉ đây rồi, ông kia chỉ đây rồi tôi đi đâu? Nghe. Bây giờ mình đi vòng qua đó để về cái hàng chợ kìa. Chị Nga gắn cho nó về rồi đấy. Chị ơi, chị biết cái tiệm nào nó dán dày không? Ủa nữa hả? Em của em luôn hả? Dán dày á, dán dày. Không, đi vô nhà lòng chợ. Đi Cà Mau mà xách chiếc giày bị đứt. Dán dày. Dán dày á. Chị chỗ bán giày dép á chị. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi. Tao nói về Việt Nam mang có đôi giày à. Bây giờ cái giày nó bị tróc nè. Cái guốc, cái ghế của tôi nó bị đứt. Dán giày. Dán giày dép á. Lại lại chỗ bán kẹo kéo á nó dán. Ừ, hay lắm. Rồi đi đi. Rồi đi. À, cảm ơn nha. Cảm ơn nhiều nha. Ồ, ở đây có bán dưa hấu trái cây nè. Quá trời bà con. Sầu riêng nè. Sầu riêng đâu? Đó, cái sầu riêng nè. Dạ biết chung vô. Dạ. Cái này là mình bán trái cây sỉ thôi chú. Dạ. Là bán bịch 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 gì luôn hả? Ừ. Thường bịch gì là bán nhiêu chú? Hả? Bịch gì là bán nhiêu? 200 nghìn. Bịch 200 nghìn nè bà con, rẻ không? 10 đô. Được chưa, trái thì chục trái không? 20 ký hả? Ông quay thì em quay người bả lên luôn vậy nè đó. 200 nghìn nè bà con, quá trời luôn. Thôi mình đi đi. Cảm ơn nha. Hỏi thăm cái chủ đi mua bánh kẹo. Không, anh nói đi. Hỏi thăm cho biết. Anh nói đi. Nè, có củ đậu ngon nè, chỗ củ đậu non. Cái đó củ sắn mà. Thì củ sắn với củ đậu là một mày. À vậy hả? Ủa phải củ sắn với củ đậu là một không? Củ sắn với củ đậu nè. Đâu biết đâu bà. Trời ơi. Ở Mỹ mà kiếm cái củ đậu non này là không có đâu. Ở Mỹ là củ đậu già không à. Già lắm. Nó già như mày vậy đó Diễn. Trời ơi. Trời ơi, chưa đến hàng bánh kẹo quá trời đồ ăn luôn nè. Đây nè. Đây là ớt nè. Ớt nè bà con. Ớt nè, cái này là chắc chợ này, chắc giao sỉ hay sao á. Thấy bịch không? Ừ, ớt này. Trái này trái giống trái cà chua dưới trời. À, trái này. Trái giống trái cà chua á. Mày bán trái cây mà mày giống như mày ngơ ngác còn hơn tôi nữa trời. Này, cái này của em phải không? Đúng rồi, gắn vô. Ở đây cà nó rất là mau. Cô Nga. Dạ. Chào con. Chào. Cái hàng bánh kẹo bán chỗ nào vậy? Dạ, cái đường đó bên này. Bên này hả? Bên này hả? Ủa rồi cái xe của em có chở được đồ không? Chị nếu chở không chứ. Chở mày quăng hết cái cây mày xuống đường. Đúng rồi, phải quăng cái mấy cây xuống đường. Cứ bố trí, cứ mua có xong rồi mình tính. Đúng rồi. Ủa Nhật đâu rồi? Ôi trời ơi, thêm YouTube nữa. YouTuber nhiều quá. Quá trời YouTube luôn. Quá trời YouTube luôn bà con ơi. Hình như mà chị Nga chị đi lâu quá rồi, người Việt Nam mà quên chị rồi hay sao đó. Đâu có. Chị chưa lên tiếng thôi em, chị ồn ào là tao biết rồi. Anh im đi. Chế gì quên. Có thấy đâu. Có thấy đâu. Đi giữa đường. Đem mắt kính không thấy đường. Ủa có thấy bánh kẹo gì đâu trời. Dạ. Có biết hàng bán bánh kẹo chỗ nào không? Nước uống rồi đó. Ủa sao mỗi người chỉ hướng vậy? Ủa đâu chị? Ủa bà, cái
ông kia thì chỉ quẹo đây, còn chị này chỉ quẹo đây, rồi tôi không biết đi đâu luôn. Đâu chỗ chỗ nào chị? Không, mua nước mà. Mua bánh kẹo mà mua số lượng nhiều á. Lại đẳng quẹo tay mặt. Cái đường đó chắc cầm á. Đây là mấy chục mét tới rồi. Ủa sao mỗi người chỉ một kiểu vậy trời? Để phát quà á, để phát quà. Dạ. Ủa mỗi người chỉ một kiểu vậy đó hả? Quẹo bên kia quẹo tay mặt tay phải. Rồi cái lên kia ta chỉ xuống lại. Dạ. Mấy cái mít thái mà để trên xe của mình để mình mang ra đây mình gửi bà con bán nè. À, ở đây bán chợ sỉ không à? Dạ. Gì chị? Với ông đầu trọc thôi dùng mấy bánh mà về. Ủa với ông đầu trọc là sao? Mà đi coi có cái ông đầu chọc á, uống đầu chọc lắm nào. Thầy không tên. Ông đầu chọc là thầy không tên. Mày tào lao. Ông Sơn. Hả? Ông Sơn. Ông Sơn là ông Sơn nào? Ông Sơn đầu chọc á, kêu đầu hối á. Ủa? Cái ông nào? Ông Sơn. Ông Sơn. Dễ ông Sơn đầu chọc á. Ủa ông Sơn đầu chọc nào vậy? Có ai biết không? Rồi bà đi bên Mỹ đi xe với ổng đó. À, hay là cái ông Homeless hả cô? Ở cái ông gì Sơn đó. Sao tự nhiên tôi không nhớ ta? Rồi cũng nghệ sĩ chung luôn đó. Chở ông đi Hoàng ăn bánh cuốn. Ờ, Hoàng Sơn. Hoàng Sơn. À, đi chung với Hoàng Sơn. Trời ơi, nãy giờ biết ông. Tôi tưởng ông Homeless hả? Hoàng Sơn. Em mới ăn rồi, chị thôi mua hai cái đi. Lâu lâu xuống Cà Mau ủng hộ đi. Trời ơi, ăn ông Diễn tôi mua cho nè. Mang quan nhập chuyển mang tiền không? Với tiền này không có. Không có, có nóng không? Nha, nóng không? Nóng, nóng. Nhiều cái vậy? Dạ. Nhiều cái vậy? 12 ngàn, rồi ăn ông. Mà lấy hai cái đi. Lấy hai cái. Lấy hai cái đi. Chỉ có 5 cái. Trời ơi, không nhập bà này mới dễ sợ thiệt. Bà nói thôi chị không ăn thì lấy em ít cái. Mình vừa mua hai cái, bà kêu lấy hết đi. Em ái mộ chị lâu rồi. Vậy hả? Thôi bà đi bán luôn mà Nga. Phải không? Phải tiếng Nga không? Tiếng Nga. Phải. Đi với Hoàng Sơn ở bên Mỹ hai người đó chung nha. Mua bánh đi, mua bánh đi cô. Đây anh chọc, nó nói anh chọc mua, mua bớt em mới cháu bị mua 5 cái. Ủa cháu chị hả? Kỷ niệm cái, chụp anh làm kỷ niệm. Chụp anh làm kỷ niệm kìa. Còn bác gài nè, bác gài nè. Bác gài nè. Hết luôn đây. Thôi mua hết luôn. Mua 2 cái. Mua 2 cái. Mua hết luôn cho rồi đi. Mua hết luôn. Mua hết luôn. Còn mấy cái, 5 cái hả? Mua hết, mua hết. Mày quá, bác còn có 5 cái, bác còn 50 cái thấy mẹ luôn. Bọc tiền không, bọc tiền không. Bác còn 50 cái là ăn cần khúc luôn á. Trời ơi, đừng nói gì tào lao quá. Kiều Oanh nhảy quá à. Không, 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 không nói vậy, không nói vậy đâu. Dạ, 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 dạ. Nhưng mà chị nhớ mặt em nha, chứ để mất cái điện thoại nha. Ok. Rồi. Là tổng cộng như là 60 ngàn phải không? Nè. 60 đổi rồi. Để nó đổi. Để cái đổi nè. Đổi này. Rồi, đi bán bánh chứ mà cũng đeo túi LV nó mới chịu nha. Bán rau cải. Chỗ bán rau cải mà mang túi LV luôn. Trời ơi nè, tôi nghệ sĩ mà còn không dám đeo túi LV luôn đó. Bữa nay tính vụ bà mua lại mà cũng còn bà cháu hồi này. Thiệt cái nghiệp cũng nặng lắm. Nè nè, 107 rồi 109 lại con ấy. Bà bánh này gọi là bánh gì vậy? Bánh quay dạc. Bánh... Chứ không phải là pate xô hả? Quay dạc. Phải ăn thử review cho bà coi ngon mà muốn tôi xuống đụng. Dạ, thank you chị nhiều. Dạ. 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 Coi ăn thử coi ngon nè. Dở. Dạ. Dở chê luôn nha. Rồi thương Việt Nam mới về bên đây phải không? Ừ. Ừ. Ngon. Ngon nha. Tại vì chứ ăn bánh cuốn á, em thấy quay cái clip đó coi rồi với ông Hoàng Sơn á. À, là chị mới coi mới đây. Mà chị có nói cái ông chọc đầu em đâu nhớ ai đâu. Ông nội này ông nói đi với ông tên đúng không? Em chỉ nhớ nhiều lắm không à. Ờ, ông có duyên lắm. Dạ. Mày còn 50 cái. Ờ. À, còn 50 cái là thấy mẹ luôn á. Nhiêu tuổi rồi? Dạ, già rồi. Dạ, mà đó không ra nhiêu tuổi. Nhiêu giờ chị cho em nhiêu? 45 không? 45 không?
Nè bà, cái bánh 55 kìa, thôi tôi từ bà luôn đó. 30, 34 kìa. Thấy không, bốn mấy nào. Bây giờ dắt bánh hàng bánh kẹo đi. Bánh mới nãy nước cho bánh kẹo phải không? À, nước cho bánh kẹo. Đâu? Bên này phải không? Mình đâu đâu cần đâu. Mình đi ấy, mình review cho mọi người biết luôn nha. Đây là bán khoai lang nè mọi người. Khoai lang này là ngày xưa cái nghề của gia đình em đó. Khoai lang này rất là ngon nha. Mịt nhỉ, nhiêu vậy anh? Em. Nhiêu? 160. 160 hả? 160. Ủa anh người Bắc anh? Đúng rồi. Ủa sao người Bắc mà ra Cà Mau ở luôn vậy? Đi hết luôn hả? Vâng. Đây là cái nghề của gia đình của em ngày xưa đấy, ông bà để lại. Ai ăn cú khoai lang lướt không là đây nha. Đây là tất cả các loại khoai nha quý vị, khoai từ, khoai lang, khoai tím đó, khoai tây cũng có luôn nha. Cảm ơn anh nha, review cho mọi người biết chợ Cà Mau thôi chứ không có nhu cầu mua. Ok. Quậy anh tí cho vui. À, em nhớ rồi, nhớ cái khoai này. Cái đợt em làm ở câu lạc bộ 203. Đúng là chuyện gì? Dạ. Trời ơi, bánh cứng kìa nè. Thành cứng kìa luôn kìa. Bánh cứng hả? Dạ. Sao chị? Coi tôi vô đâu. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Thank you. Chạy qua bên này. Trời, bà rủ qua chụp hình kìa. Ê, mày giữ giùm tao chiếc giày cho tao có giá trị miếng coi. Rồi, năm đó hả, chụp với anh Văn Sơn một lần rồi. Ừ. Hả? Là Thúy Nha. Ủa có đi Mỹ hả? Ủa có đi Mỹ hả? Có, hồi lúc Văn Sơn về Văn đây. Sơn với Bảo Liêm đi xuống. Bữa nay là Hoàng Sơn chọc đầu, bây giờ là tới Văn Sơn. Lép nào chứ. Không. Thôi chụp giùm cái này. Chụp đi kìa. Mới Ngay đóng dấu mới được. Trời ơi, quảng cáo dấu hấu luôn nè. Nè, về ngồi đây đi. Đó, ngồi đi. Ờ, quảng cáo dưa hấu cho bà đi, cho bà vui. Bữa nay em thấy đến đây nè, mong gặp chị. 1, 2, 3. Trời ơi, tôi mới coi xong, tôi đi lên đây, tôi thấy bà liền. Tôi nói chờ. Rồi. Rồi, chúc chị mua may bán đắt nha. Lúc này em có đến đây rồi đó, mà lúc đó chị chưa xuất hiện hay sao đó. Ở dưới ghe, dưới đó. Ủa, có ghe hả? Ừ. Cái ghe chỗ nào vậy bà? Ghe dưới này nè. Để tôi đi mua bánh kẹo xong bà dắt tôi ra cái ghe nha. Rồi. Cái ghe đó là sao mình chở ấy hả? Ở ngày xưa thì chở, nhưng mà bây giờ đi xe rồi. Ủa cái ghe đó là cái chỗ đó là sao mình ở hay sao? Ở dưới sông á, rồi mình đậu, rồi mình chui vô đó mình ở chổng á. Chút xíu nữa nha, để tôi đi mua đồ ăn cái rồi. Xong rồi lát nữa tôi xuống ghe tôi chơi với bà. Rồi. Rồi đi ra đẹp quá trời. Ủa? Dạ. Tôi lấy điện thoại luôn á. Trời ơi, chui vô có cái nết ăn cắp giặt rồi. Không phải, thật sự chia sẻ với mọi người là khán giả thì rất là mê nghệ sĩ Chiến Nga. Dạ, dạ, dạ. Cho em ăn chụp nữa chụp là tới Tết luôn đó. Chụp nữa sao? Chụp ở đâu? Đây nè, ta muốn quảng cáo cho người ta cái dừa trái cây nè. Trời ơi, dừa đây nè bà con. Trời ơi, mận nè. Ủa chị bán túi gì nhiêu chị? Trăm tư hả? Trời ơi, nguyên một cái bịch gì mà có 140 à? Trời ơi, sao rẻ dữ trời. 140 là chưa đến 7 đô nữa luôn á. Trời ơi, nguyên 140 là chưa tới 150. Mấy cái thằng khùng. 140 là có nghĩa bịch này có khoảng 6 đô la quý vị. Trời ơi, rẻ sợ không? Ở đây. Rẻ à. Trời ơi. Vừa được mua. Dạ. Lầm lõm chợ Cà Mau luôn đâu. Rồi, rồi chị, em chị nha, cho em chụp mấy thứ ngang bơi chứ trời ơi. Đúng rồi. Nhãn. Chụp chưa, chụp một mình chưa? Khoan, chụp hai người chưa? Chụp hai người rồi. Chưa, khoan, cho bơi nè. Đó, phải hung nhiều mới chịu nha. Nhìn cái đầu vậy sợ. Ra, cho chụp bơi nữa trời ơi. Lộn nào. Chụp nè. Vậy là tí nữa mình tới cái quầy sầu riêng tặng nguyên mà bình sầu riêng vậy đó. Lúc nữa em chụp lại với chị cho chị chụp mình.
rồi 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 cho bà chủ nè, bà chủ dựa trái cây nè, chủ dễ thương quá đó nè, trái cây của bà nè, con trai đó hả? Đang kiếm 70 ngàn thì lại 30 ngàn. Ủa chị, cho em review sơ. Ủa một bịch nhãn bán sỉ gì nhiêu chị? 200 ngàn. Oh my god. Oh my god. Trời sao rẻ vậy? Rẻ vậy. Đúng rồi. Trời, rồi cái bịch táo gì nhiêu? Quá đẹp quá đẹp. Táo táo 130. 130 à, là mấy ký vậy con? 10 ký. Ủa này chị cho em hả? Dạ. Trời ơi. Rồi cái bịch chôm chôm gì nhiêu con? Dạ 170. Trời ơi, cái gì vậy? Rẻ hả? Trời, chẳng lẽ tôi xách về Sài Gòn? Cái gì mà nó rẻ dữ vậy trời? Trời rẻ quá chị. Ủa chị chụp nữa hả? Chị chưa thỏa mãn luôn. Chị chưa thỏa mãn nha. Đây nè. Phải tự sướng mà bôi mới được. Trời, áp cũng dùng áp ơ rồi quá ha. Trời, áp đẹp quá nha. Ôi mọi người ơi. Trời ơi, cái mận Ấn Độ này ngon nè. Chị chủ dựa, chị móc cho em mấy trái trơn lên cái mận này đi. Mận này mận ăn phước hả cô? Mận này ăn mới ngon nè. Mận ăn phước. Ừ, con lấy cho cô đi con. Thôi ra cô ủng hộ con đi. Ê, hay là, ê, nó nghe nè. Ê, dạ. con ấy quay này nè. Ê, hay là mình mua cái này mà. Mua trái cây mình tặng hả? Không, mình cho trong cái chơi ngày mai á. Thì ngày mai á, ăn nó ăn xong nó có cái này. Đây con bấm cho mẹ. Ê, gì bây giờ nè, nó nghe nè. Dạ. Con lấy cho cô một bịch này đi. Dạ. Với nhãn, với chôm chôm. Cái này đi, để cô vô cổ. Cái sambuche ngon quá, bao nhiêu bịch vậy con? Dạ, sambu đó 15, 150. 15, 150 hả? Dạ. Nè, cô nói con nghe nè, bây giờ cô mua để ngày mai cô rem vô đi cho bên cái trại tâm thần á, cho mọi người ăn á. Con lấy cho cô một bịch này đi, mận nào ngon? Mận này ngon hơn cô. Con lấy cho cô một bịch này nha. Với bịch này, với bịch chôm chôm, với bịch táo đi. Đủ rồi. Cái gì? Đi nó giếp anh cầm nha. Hả? Bọc đá trái bự hơn. Ừ thì cái bọc nào bự. Ngon con lấy cho cô được rồi. Dạ. Ủa chưa xong hả chị? Trời ơi, nữa hả? Nữa hả? Vậy về Cà Mau hồi nào vậy? Em mới vừa về tức thời là em đi. Vậy hả? Về là gặp chị vậy đó hả? Dạ. Sớm hơn em gặp chị chụp ngàn tấm chưa xong. Ủa hai chị em mình có duyên quá ha. Trời ơi trời. Đi vô đây là vô vừa trái cây nè, thấy chưa? Bên đây là dầm nè, trái cây quá trời luôn. Ủa gì là mình đang quay hay đang chụp vậy? Đang quay là hồi clip á. Trời bả là YouTuber luôn kìa. Đây nè, con lấy cho cô bịch nhẹ. Dạ. Với bịch chôm chôm. Dạ. Rồi, chôm chôm con lựa bịch ngon á. Nhớ nha chị. Dạ. Vậy con lấy cho cô bịch táo luôn nha con. Dạ. Ê, cái này hay đó. Trong đây nè. Cho mọi người ăn trái cây trong. Hả? Không, coi mấy người già tuổi không ta? Họ ăn được không? Trong trại đó. Có răng không? Có sâu. Thấy có sâu không? Nếu có sâu thì đừng lấy. Chứng tỏ táo sạch. Ủa gì kỳ vậy? Không có xịt sâu. Bây giờ không. Có sâu chị ơi. Táo không có lấy, đừng lấy. Có sâu. Thôi cho em lấy cho chị thêm bịch chôm chôm đi. Dạ. Chôm chôm. Với em lấy thêm cho chị một bịch mận nữa đi cưng. Dạ. Đủ không ta? Có ổi. Được. Hôm nay có ổi, có sắn, có sả. Đủ hết rồi con. Một bịch nữa đi ha. Con lấy thêm bịch mận nữa nha. Ừ. Nhãn gì đủ chưa hay là lấy thêm? Lấy mận thôi, nhãn thôi, chi mận thì người trái hay trái được rồi. Ừ. Không, nhãn nó cũng ăn được cái bộ. Nhãn cũng ăn được, cũng chia được. Được. À, ăn được. Em, à, cô cho cô thêm một ấy nữa đi con. Dạ. Cái sabu chê thường mình bán bao nhiêu bịch vậy con? Sabu này con còn sống á cô. Còn sống hả? Sống ăn dạ. Chưa được. Dạ con bán loại này chưa đủ. Nên trời con lấy cho cô cái không, con lấy mận đi. Dạ. Xong cô gửi đây nha, cô đi chợ cô mua trái cây cô hoành lại cô rinh nha. Dạ. Không mà rinh cứ bỏ anh si bán tải kìa. Ừ. Trời ơi rẻ quá mọi người ơi. Rẻ lắm luôn á. Vậy là như đây hả cô? Rồi như đây hả con? Dạ vậy đây con vinh qua. Xe bên đó hả cô? Đúng rồi bỏ anh chứ. Xe đó đó, mình bỏ chứ mình có bị mất không? Không. Hả? Không, ở đây con canh chứ. Anh thôi chơi. Gì cầm qua anh kia luôn đi con. Dạ. Mỏ giày, cầm qua kia đi mỏ giày. Mỏ giày. Con quay bên đó đi, tụi nó xách qua đi con. Dạ đủ rồi. Đủ rồi, cái này mình xé ra bán lẻ hả? Nghĩa hả?
coi clip của chị quay ở bên nước ngoài hoài luôn. Đó hả? Clip nào cũng có. Ủa này xế lẻ ra bán hả? Dạ. À. Thôi nhãn này gọi là nhãn gì, da bò ạ? Nhãn Thái. Ủa vậy hả? Ừ, ngon nha. Cái dòng mà nhãn này nó dày ngon dữ lắm. Cái dòng mà ăn mót nó ngon hơn lặn thường quý vị. Ngon ghê. Anh đi bởi vậy lên xe của em đi, em toàn xin không à. Một mít đồ dừa đó. Ủa gì mít mày cho tao là mày xin đó hả? Trời ơi thằng khốn. Rồi mít nó cho làm sao, rồi sao phải bổ ra hay là phải mang về Sài Gòn? Tao để em mang về Sài Gòn cho chị. Ở cực đó lẹ. Để em mang về chị, của em nhiêu tiền vậy chị, tính luôn giùm em hả chị? Để con mấy người đẹp nè, mấy người đặt mấy người đẹp đỡ kiếm cho mặt cái mặt đẹp gái quá trời mà chưa đem kiếm. Phải không? Đó. Đẹp không? Cho anh Hiếu ngủ trầm trọng đó nha. Đẹp luôn đó. Ngủ đủ giấc là còn đẹp nữa. Thôi nhãn ngon quá là quý vị ơi. Chị Thiết Nga nổi tiếng mà sao không nghe chữ. Tiếng là biết cái nữa hả? Chị chưa xong nữa hả? Thiết Nga mới thấy cái mặt mới được. Trời ơi. Trời ơi là trời. Nãy giờ sáng nay mục đích chị đi chợ, chị có coi thầy là sáng nay gặp em không? Sao chị chụp em hoài vậy? Trời ơi, hồi sáng đến giờ bởi vậy. Trời ơi, chưa gì bá lưu xuống luôn kìa. Trời ơi. Kết nối nhanh lẹ vậy. Vẫn còn chụp luôn hả chị? Trời ơi, còn hứa đi gì đi. Trời, cái app gì mà đẹp dữ vậy thần vậy trời. Tại vì cô cũng hay đi làm từ thiện. À vậy hả? Cô nói là ví dụ mai chị Nga đi tặng quà cho người ta đó. À vậy hả? Cô muốn đi tham gia. À vậy hả? Thì rủ cô đi qua cô phụ cho. Đó. Sáng mai hẹn qua khách sạn đi. Ừ. Rồi mình đi tại vì cũng tới 500 phần mà. À đúng rồi. Quà mai 500 phần lận. Mai chị Thiết Nga đi tặng cho người ta cô. Con, cái mận nó nhắm một bịch như vậy là bao nhiêu trái không biết không? Là clip ở đó. Hả? Ờ đúng rồi, đúng rồi. Một bịch là nhiêu con? Chanh ngoài ra. 6 trái để lại là 1 ký á, một ký tầm 10 trái á. Trái không? Ừ. Trái 10 trái, phải chặt trái ra. Trái á. 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 Cái này là nó của chị là bị hỏng chỗ đây thôi phải không? À hỏng đó. Để em hỏi thử. Cô nhà cái này mình có dán cái keo được đây được không cô? Không có hả? Dạ. Chắc cái giày của tôi chắc quăng sông biển luôn vậy rồi chứ. Ado đồ mà. Mua. Quay đi. Vẫn không chụp à? À, cái này mới. Bánh này. Chụp đi. Bánh này bánh này ngon mà, bánh này ngon lắm. Bánh gì đó, bánh này kêu bánh gì? Bánh ai gì à, gì cái nhãn mình lấy thêm bịch nữa đi. Anh ơi, của bánh này nhiều bánh gì? Người này ăn này, người kia chị. Chị cho em thêm bịch nhãn nữa đi, rồi tổng cộng tiền là cho em trả luôn đi. Nhãn này ngon á. Ừ, nhãn ngon quá trời luôn á. Bánh này bánh nào không? Bánh này là bánh này bánh ăn đường này. Quay dạ, quay dạ. Bánh quay dạ. Rồi thêm một nhãn nữa nha. Ủa lấy bịch này hả chị? Nó hơi nữa đi. À, một chỗ nó bịch nhỏ chứ. Nó không khỏi quay. Quay rồi. Đừng quay hả? Giờ cắt mấy chữ quay nha Diễn. Đây tổng cộng nhiêu tiền nè.